Ok, Hà My tiếp nha. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đọc câu chuyện và chọn từ điền vào chỗ trống. Chúng ta sẽ có các từ sau đọc theo cô này. What? Leaves. Sunny. Đây. Mild. Surprised. Try. Books. Books. Drove. Draw. Balcony. Balcony. Sorry, balcony. What? Con đọc đúng rồi đấy, balcony. Balcony. Cô đọc bị đầy với từ trơn. Tiếp theo, trump. Drum. Leaves là lá. Nhớ cho cô nhé. Cái từ này là một dạng chuyển sang số nhiều dạng đặc biệt. Từ số ít của nó là left. Và khi mà con chuyển sang số nhiều, con sẽ chuyển F thành V rồi thêm ES. Leaves, được chưa? Đó. Tiếp theo này. Sunny là có nắng. Smile là cười. Surprise là ngạc nhiên. Books là sách này. Throw là quá khứ của từ drive là lái xe. Balcony ở đây là ban công và jump có nghĩa là nhảy, được chưa? Nhiệm vụ của Hà My ra Hà My sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống. Con đã rõ chưa? Rồi. Ok, con làm cho cô. Xong rồi đúng không con? Yeah. Câu số 1 này. Three kids. Books. Books thêm số nhiều vào nhá. Thêm S vào nhá. Được chưa? Đáp án người ta cũng thiếu đấy. Nhớ chưa Hà My? Three cơ mà. Rồi. Là số 3. Số 3 là số nhiều rồi. Two balcony. Chính xác. Three sunny. Smart. Giống như kiểu viết sai chính tả ấy nhỉ. Có cái gì đây? Có viết sai chính tả không? Viết sai chính tả cái kia. Chữ L đâu Hà My? Số 4. Xin lỗi nào.
Mine là S M I L E T, chữ L còn đâu? Nhìn thấy chưa? Rồi. Tiếp theo, số 5, please. Trump. Ok, nào bây giờ cô sẽ đọc nhá, và sau đó là Hà My sẽ đọc cho cô. We are learning about. Thôi. Đợi cô chút. Learning about kangaroos at school. Last Tuesday, we watched a great video about them. After the lesson, I went to the library because I wanted to read more about the kangaroos. I found three kid books there. I put them in my bag and drove home with them on my bike. At home, my mother gave me a drink and sat outside on our balcony to drink it because it was a very sunny day. I told mom about my lesson at school and about the library. She smiled and said, "They have some new animals at the zoo. Do you want to go and see them?" "What animals are they?" I asked. "Well," she said, "they eat leaves from the trees. They are brown and they jump up and down a lot. Kangaroos," I laughed. Chưa? Nào, Hami đọc cùng nghe. We are learning about kangaroo at school. Last Thursday, we watched a great video about them. After the lesson, I went to the library because I want to read more about Nào, kangaroo. nào, 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 nào. Đọc chậm lại nha. Because I wanted. Because I Wanted. ED. Wanted. Wanted. Đúng rồi. Đọc chậm đi. I the good book there. I put them in my bag and rode home with them on my bike. At home, my mother gave me a drink and I sat outside on our balcony. Drink is because it was a very sunny day. I took mom told. About lesson. I told. I told mom about my lesson at school and about the library. She smiled and says they have some new animals at the zoo. Do you want to go and see them? What animal are they? I asked. Well, she said, they're eating leaves from trees. They are brown and they jump up and down a lot. Kangaroo, a lot. Okay. Có vẻ là chưa học về gì quá khứ nên đọc các động từ về gì quá khứ thì hơi sai một chút. Tuy nhiên thì các từ khác thì đọc chuẩn rồi. Ok, lưu ý nhá, được chưa? Chúng ta sẽ có các động từ quá khứ này, ví dụ từ watch thì sẽ đọc là kết thúc là âm CH, thì khi thêm ED mình sẽ đọc là T, watched. Watched, được chưa? Tiếp theo ví dụ như là từ road là lái xe này, hay là từ words told nói, crowd thành told, được chưa? Hay là smiled, khi thêm ED thì sẽ đọc là D, smiled, được chưa? Hay là từ hết rồi, được chưa? Ok, lưu ý cho cô những cái động từ ở quá khứ một chút, được chưa nào? Ok, được rồi, thì cô hỏi Hà My một chút này. Ừ. Thế con có thấy là cái giáo trình này nó dễ so với con không? Oh. Ừ, yeah. Cô đang thấy là tốc độ học của Hà My khá nhanh và cô thấy con nhận thức khá nhanh, rất là tốt, nghĩa là lực học của con rất là tốt đấy, được chưa? Thì cô hỏi một chút nhé, thì con có đi học thêm tiếng Anh ở đâu không? Không, nghĩa là từ trước giờ con đều học ở Pantado. Yeah. Oh. Nói trước con học một cái lớp khác, sau con mới chuyển qua học online. Thế à? Ừ, ok.
Nếu mà không đi học ở trung tâm bên ngoài mà học mỗi tại Pompidou, mà cái lực học của con bây giờ hiện tại nó như thế này thì con đang ở mức rất tốt đấy, được chưa? Được chưa? Bởi vì một số bạn khi mà các bạn học lớp 6, lớp 7 bây giờ có lẽ là các bạn ấy cũng chưa bằng con đâu, được chưa? Thế nên là cố gắng duy trì cái việc học tiếng Anh của mình nhá. Tiếp theo là sau cái buổi học đầu tiên này, cô có một số nhận xét và cô hy vọng là con sẽ thay đổi, con sẽ cải thiện trong buổi học tiếp theo này. Thứ nhất là chính là ngồi học đừng có đung đưa nhá, được chưa? Ngồi học đừng đung đưa này, nghiêm túc một tí, được chưa? Cái thứ hai là cười lên một chút, được chưa? Mặt nào cũng buồn ấy. Cái thứ ba là hãy nói to lên nhá, và âm của con thì hãy cố gắng cho nó có biểu cảm một chút, một chút. Ví dụ như là câu đấy vui, ví dụ như là kangaroos, đúng không? Bởi vì bạn kia đã đoán được cái câu đố của mẹ thì con và thì bạn ấy coi thì chắc chắn là bạn ấy sẽ vui, thì mình cũng cố gắng đọc cái đến cái câu của bạn ấy thì mình cũng cố gắng đọc vui lên. Đừng có đọc lúc nào cũng trầm 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 một cái giọng thì nó không được tốt lắm, có hiểu không con? Hiểu không mà mình? Ừ, được rồi, tốt, rất ngoan. Ok, được rồi. Thì cô sẽ giao bài tập về nhà, được chưa? Bởi vì cái bài reading đấy của mình chưa hết đâu, được chưa? Hôm nay thì Hà My vào học muộn một chút, đúng không nhỉ? Cô cũng đã dạy bù được một tí rồi, được chưa? Thì hôm sau cố gắng vào học đúng giờ cho cô nhá, nhớ lịch nhá, không phải hỏi lại mẹ nữa. Lịch của mình cứ 6 giờ thứ ba, thứ năm, thứ đúng không? Thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào học cho cô, được chưa? Và nếu mà buổi nào mà con có việc mà cần nghỉ thì con chỉ cần nhắn trước cho cô tầm 1 2 tiếng thôi. Và cô cũng thế, khi mà cô có việc gấp thì cô cũng sẽ nhắn trên nhóm lớp là con nghỉ, được chưa? Có hiểu không Hà My? Ok, được rồi. Hà My đi ăn cơm đi, trông con mệt thế. Ok, tạm biệt con. Goodbye, see you next time.